Xin chào các bạn, hôm nay thì mình về thêm được 37 kiện hàng nữa. Thì đây là 37 kiện, tất cả đều là nồi cơm nhé các bạn. Đấy, tất cả là 37 kiện. Rồi giờ mình sẽ bóc ra chi tiết cho các bạn xem nhé. Mình sẽ mở ra từng 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 kiện. Rồi qua đây thì các bạn ưng mẫu nồi nào thì các bạn cứ chụp ảnh màn hình rồi gửi qua Zalo cho mình nhé. Rồi mình sẽ báo giá rồi chụp hình cũng như quay video chi tiết cho các bạn. Rồi giờ mình sẽ mở từ bên này qua. Rồi mở đi. Cần nên rọc, cứ đọc như này chứ. Đây là cái Tiger. Đó, đây là Tiger. Đây là, rồi, bỏ vào xuống dưới. Tiger đèn đèn LED. Đấy, xong rất đẹp luôn. Tiger luôn, Tiger GTPA luôn, rất là đẹp luôn. Không còn là sau nó vàng, sau nó vàng rồi. Cái này là không, cái bóc từ từ trái qua. Trứng này, tô nửa lít. Tô này 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 15. Màu đỏ. Còn rất là đẹp luôn. Con này còn không có một vết chày luôn các bạn này. Đấy, giòn này là cái cơm nó bám vào thôi nhé. Cơm, mảng cơm nó bám vào giòn thì cơ bản nó còn rất là xanh. Đấy, son rất đẹp luôn nha các bạn. Nó bọc vào bọc này. Đi tiếp theo là chắc bánh khác rồi. Ba con là đầy toàn là xấu, ba con là bốn con. Và
mặt nạ. Mặt nạ áp suất điện tử. Được rồi. Phần buồn. Dòng này rất là bền luôn, giá này cũng hợp lý nữa. Xuất bi con này xong xấu đây, từ nãy giờ hai con xong xấu rồi, còn hai con nữa. Đây là cái kiện hàng đi biển của mình từ đợt Tết đến giờ đấy các bạn. Đi biển này thì nó lâu, khoảng 2 tháng, hơn 2 tháng mới đến. Tay cơ. Tô vuông. Pana buồn. Đây là Tiger luôn, nhỏ là Tiger này.
xem thôi. Rồi còn rồi bóc ra để đây. Cho các bạn xem luôn. Vì sợ mất thời gian nên mình không có dám mở, giờ mình mở hết ra luôn. Thế là cũng kiểm tra hàng cho nó có bị lạc không, tại vì mình nhớ là mình chỉ có 4 con xấu thôi. Còn nếu mà xấu nhiều quá thì mình sẽ phải nói lại bên vận chuyển. Đây, phần áo điện tử 1.8 nữa các bạn. Mấy cái tôi hết là cho khách mặt nồi rồi, 14 phút rồi. Bóc này. Cứ bóc rồi.
Ok. Đây là xốp. Rồi các còn lại toàn là Pana với lại Tiger thôi. Rồi qua video này thì tại vì mình cũng quay nhiều lâu lâu ấy các bạn, quay lâu đấy thì còn lại 2, 4, 7, 11, 12 kiện nữa. Thì có gì qua video này các bạn ưng mẫu nồi nào, hoặc là qua hình ảnh các bạn thấy được các bạn chốt mẫu nồi nào, hoặc là thích mẫu nồi nào thì các bạn chụp hình lại rồi gửi cho mình nhé. Thì nhận được thắc mắc của các bạn thì mình sẽ chụp hình chi tiết và quay video gửi cũng như báo giá cho các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn, xin chào các bạn nhé.